thực hiện công việc kiểm tra bên trong cabin của xe. Sau khi mà chúng ta vào trong cabin rồi, chúng ta kiểm tra tổng thể lại bên trong của xe, kiểm tra các bàn đạp, chân phanh, chân ga, chân côn, cũng như là các cần điều khiển thiết bị, cần điều khiển lưỡi, các hộp số. Tiếp theo, các công xin giải thích các khóa, các cần điều khiển của xe ở đây. Đây là các tổ hợp cần bên trái, đây là khóa quay, rồi là khóa góc nghiêng, gốc của xe, rồi lái, bánh lái trước, rồi là lưỡi lên xuống. Đây cũng là khóa quay lên xuống lưỡi, trái phải và trượt mâm và trượt. Đó là cái hệ thống về cần. Tiếp theo đó là cái cần, đây là cái cần móc cào đằng sau nếu có. Đây là cái cần điều khiển, xin lỗi, đây là cái bàn đạp côn và phanh, bàn đạp gì? Tiếp theo đây là bàn đạp về điều khiển cần vô lăng, bàn đạp phanh và bàn đạp gì ga. Đây là bàn đạp gì côn và phanh. Đây là các hệ thống gì cần bên tay phải điều khiển, đây cần bên tay trái điều khiển thiết bị. Tôi giới thiệu với các bạn thì công tắc đề phụ ở phía mục chức năng của công tắc này là mục đích để gì, tức là để khi mà chúng ta đề khó thì chúng ta bật lên, đặc biệt là trong thời tiết mùa lạnh đó. Mục đích chỉ như vậy thôi. Ở bên tay trái vô lăng các bạn ở trên màn hình. Ngoài ra ở phía trên nữa, nếu xe các bạn có một công tắc tròn ấy, thì đó là cái công tắc gạt mưa thôi ở phía trước. Đấy, cái tròn ở phía trên này các bạn nhìn này. Đấy, đây cái tròn. Tiếp theo có hai công tắc để vào chế độ vận hành cũng như chế độ service, chế độ bảo trì bảo dưỡng. Khi mà chúng ta sử dụng hai công tắc này thì chúng ta có thể đi lên, đi xuống. Đây là quay ra hoặc là ấn quay vào. Đi vào chúng ta ấn công tắc ở phía dưới ở sang bên phải. Đấy, còn quay ra chúng ta ấn ở bên trái. Còn đi lên đi xuống các hạng mục thì ấn ở công tắc phía trên. Đó. Như vậy ở các bạn nhìn trên màn hình ở đây thì chúng ta có các hạng mục trong chế độ vận hành. Ví dụ như là sáng tối màn hình, hạng mục về ngôn ngữ, hạng mục về điện thoại, hạng mục về bảo trì bảo dưỡng. Đấy. Chọn thì ấn phím 1 ở phía dưới bên phải. Đó. Đây ví dụ hạng mục bảo trì bảo dưỡng thì nó có khoảng 12 hạng mục ở trong đây. Đây là dầu động cơ, đây là lọc dầu động cơ, đây là lọc thô nhiên liệu của động cơ. Ở đây là nhiên liệu, đấy, các bạn nhớ đấy. Mười ba đây là lọc dầu hộp số. Đấy. Đây là lọc nhiên liệu số 03, cái này là lọc tinh. Tiếp theo là dầu hộp số mục 12. Đây là dầu cầu. Đây là mục 15. Đây mục 10 là dầu thủy lực. Cái này là 04 là lọc dầu thủy lực. Cái này là dầu cầu tăng đơ chuyển động. Đây là dầu của động cơ 01. Đấy là có vòng tròn, tất cả có 10 khoảng hơn chục hạng mục đó. Đây là cầu vi sai, 15 hạng mục là cầu vi sai. Đó. 37 là cầu hộp ở bên cạnh đấy. Hộp dầu lái hoặc là chuyển động. Chúng ta hay gọi như vậy đi. Đấy, chúng ta dùng hai cái phím công tắc số 1 và công tắc số 2 ở phía trên
thì là cứ đi lên đi xuống hoặc chúng ta reset lại. Sau khi mà chúng ta thay thế xong thì chúng ta reset lại. Đấy, chúng ta muốn di chuyển con trỏ chúng ta ấn phím trên. À, và khi nó con trỏ nó nhảy sang yes thì các bạn ấn chuột ngựa với bên phải là sao nó xác nhận nó đặt lại sau khi mà các bạn thay thế rồi, cũng như là các bạn thay dầu hoặc là thay nọc rồi thì nó sẽ đặt lại, thì nó sẽ lên là một lần như vậy. Cái số giờ nó đặt lại là 500 giờ. Ở đây thì các bạn chú ý là khi thay xong thì các bạn đặt lại. Đó, các bạn đi sâu vào ấn bên trong thì lên xuống. Đó. Tôi xin giải thích với các bạn màn hình của xe GD755 chỉ là đây là cái màn hình hiển thị chung cho toàn bộ thông tin ở trên màn hình của xe. Đó, đây là số ví dụ đây là số km đi đường, tổng số giờ đi đường. Tiếp theo ở đây là đồng hồ nhiệt độ. Nhiệt độ của máy hoặc là của lúc làm mát á. Đây là cái giải, ở đây có giải màu xanh, giải màu đỏ và giải màu trắng. Đương nhiên các bạn sẽ làm việc ở giải màu xanh từ 105 102 độ đến 35 độ. Còn giải màu đỏ là lớn hơn đến 102 đến 107. Đó. Tiếp theo là cái nhiệt độ của dầu hộp số. Còn đây là cái đồng hồ chúng ta hay gọi là đồng hồ về cotomet đấy, tốc độ đấy. Tiếp theo đây là cái phanh đỗ, là báo đèn báo phanh đỗ đỏ. Tiếp theo ở bên đây là nó hiển thị về số, cái đèn hiển thị số. Số trung gian, số tiến hoặc số lùi. Còn phía trên là các giải số. Còn cái cuối cùng ở bên phải các bạn, đó là đây là cái giải số. Còn bên phải này thì đó là cái mức nhiên liệu. Đó. Đây là từ xi nhan, rẽ trái, rẽ phải. Còn đèn. Theo tôi xin giải thích với các bạn cái màn hình số các đèn cảnh báo. Đầu tiên đó là đèn cảnh báo khi có lỗi hoặc có bất cứ hệ thống gì nó sẽ sáng cái đèn này lên. Tiếp theo đó là đèn cảnh báo về lưỡi của chúng ta có vấn đề khi độ phẳng. Tiếp theo đèn cảnh báo về bình tĩnh áp của lưỡi có vấn đề, có thể tụt áp. Đèn báo về khóa, chốt khóa mâm hay là chưa chốt. Chốt thì nó sáng lên. Còn đèn cảnh báo về cái công tắc đặt chế độ của động cơ hay là không đặt. Đây các bạn nhìn, đây đèn cảnh báo rất là nó đặt đây về lưỡi. Đấy, đèn cảnh báo về bình tĩnh áp, đèn cảnh báo về chốt khóa, cũng như đèn cảnh báo về tốc độ đặt của động cơ. Đấy, nó ở phía như vậy là nó ở phía dưới màn hình của chúng ta. Tiếp theo tôi xin giải thích với các bạn các công tắc ở bên tay phải của xe GD755. Công tắc đầu tiên đó là cái công tắc về lưỡi gạt. Các bạn sử dụng công tắc này là khi mà các bạn muốn hạ cái lưỡi gạt cũng như đưa cái lưỡi gạt về vị trí an toàn trong khi xe của chúng ta chết máy hoặc bị hỏng hóc gì đó, thì các bạn bật vị trí ở phía trên. Ở vị trí dưới của tôi đây là vị trí mà tôi đang tắt. Như vậy là cái chức năng này không hoạt động. Đó, ý nghĩa của cái này là vậy. Tiếp theo, cái công tắc tiếp theo sau cái lưỡi gạt này đó là công tắc về số. Công tắc số của chúng ta thì có hai chế độ. Chế độ phía dưới tôi đang giữ ở đây đó là chế độ tự động, và chế độ phía trên là bằng tay. Thì khi nào các bạn sử dụng số tự động và số bằng tay, tức là khi các bạn gạt ở cái máy, ở cái vật liệu của chúng ta nó không được đều, thì các bạn sử dụng số tự động. Còn khi các bạn dùng số bằng tay, đó là khi các bạn gạt ở vị trí mà vật liệu nó đều. Đó. Và khi đó thì các biến
hồn số nó tự động nó lắp up. Tiếp theo đó là công tác về nước rửa kính ở phía trước có 4 vị trí tắt và nhanh chậm, bật và nhanh chậm. Tiếp theo đó là công tác về con rùa và con thỏ. Ở cái công tác này thì các bạn chú ý cho tôi là khi các bạn bật rùa và khi các bạn bật thỏ, tức là rùa thì biểu hiện cho là bò chạy chậm, còn thì thỏ thì là biểu hiện cho chạy nhanh. Mục đích là để giảm tốc độ khi di chuyển ở cái chế độ di chuyển ở cái chỗ tức là không tải của hoạt động xăng gạt. Di chuyển thì các bạn bật ở vị trí gì nhanh hay chậm tùy theo. Ví dụ như ở vị trí phía dưới là vị trí gì con rùa, còn vị trí trên thì là vị trí con thỏ. Tốc độ nếu các bạn bật rùa thì khoảng là 1 km/h, động cơ chạy không tải thấp. Chế độ động cơ lúc này các bạn không phụ thuộc vào, các bạn đặt là chế độ idle, tức là công tác ở phía trên ấy. Phía trên các bạn không phụ thuộc vào chế độ mà các bạn đặt là idle hoặc là chế độ chạy nhanh. Sử dụng công tác này cho công việc nhẹ nhàng sau khi các bạn hoàn thiện. Chú ý là khi đặt chế độ công tắc rùa ấy, thì được đặt thì cái công tắc này chọn lựa chế độ số phù hợp là tay, bởi vì là không phù hợp là chế độ số tự động. Bởi vì sao? Bởi vì là khi bằng bằng tay ấy, thì sẽ có hiện tượng là bị giật đấy, khi mà các bạn vào số kết quả là sẽ có hiện tượng cái vết cắt của các bạn bị gạt đi, tức là bị có vết. Như vậy là tôi tóm lại với các bạn, tức là khi các bạn dùng số tự động ấy, thì các bạn nên bật cái con này, còn thì bằng tay thì là không lên. Đó, đối với cái cả công tắc rùa này, đây là vị trí con rùa, còn ở phía trên thì là vị trí tự động nhanh. Như vậy là bằng tay thì không lên, các bạn nên bật chế độ tự động. Đây là cái công tác về rùa thỏ, tức là hạn chế tốc độ của động cơ. Khi các bạn bấm auto min, tức là động cơ quay ở tốc độ thấp, và ngược lại động cơ quay ở tốc độ cao. Đó, tức là khống chế tốc độ vòng tua của động cơ, ý nghĩa này. Còn tiếp theo, đây là các giải số, số tiến và số lùi. Chúng ta có 7 số, 7 số tiến và 7 số lùi. Đấy, như vậy chúng ta kết hợp số này, công tắc từ rùa thỏ này, số tự động bằng tay hoặc là rùa hoặc là thỏ này, thì chúng ta sẽ... Đây tôi xin giải thích, đây là cái chốt khóa của mâm xoay lưỡi. Đó, khi chúng ta chỉnh vào vị trí thích hợp, chúng ta ấn cái chốt này thì nó sẽ khóa lại. Còn đây là cái công tắc để sấy trong cabin, sấy kính. Có 3 chế độ, cao, thấp và trung bình. Còn đây là tẩu, còn đây là đèn làm việc, đèn chiếu sáng. Đây cũng là công tắc đèn. Còn đây là kẹo. Tôi xin giới thiệu các bạn công tắc để phụ để dùng cho khi mà thời tiết lạnh, khó đề, thì chúng ta bật cái công tắc này lên. Đó, ở chỗ hai vị trí đó, on off. Đấy, tức là chúng ta cần những cái tác dụng như là sấy ấy. Đó, nhưng không phải sấy, là để phụ. Còn đây là công tắc đèn. Như vậy là toàn bộ bên công tắc ở phía bên tay trái của vô lăng tôi đã giải thích xong cho các bạn. Nếu có cái công tắc lửa các bạn thấy nó hình tròn tròn mà nó bịt sẵn chờ ở đây ấy, đó là công tắc về gạt mưa thôi, phía trước nếu có lắp thêm vào. Tiếp theo các bạn nhìn lên phía trên trần của xe thì có một số công tắc của đài, của radio, rồi của đèn quay, rồi của gạt mưa trước, gạt mưa sau. Đó, tóm lại nó chỉ có vậy.